Tập bắp tay trước to, rõ nét chỉ với tạ đơn. Cùng theo dõi hết video này nhé. Bài tập đầu tiên, anh em sẽ ngồi ở ghế, giữ cho lưng của mình thẳng, sau đó quặn phần bắp tay trước lên. Lúc quặn phần bắp tay trước thì cố gắng là không di chuyển thân người quá nhiều, đặc biệt là phần cùi chỏ, và làm thật chậm thôi nha. Điều này sẽ gia tăng áp lực lên cho nhóm cơ bắp tay trước. Bài tập thứ hai, anh em sẽ hơi ngả người ra sau một chút, sau đó quặn tạ lên. Ở góc độ này, chúng ta sẽ tấn công nhiều hơn cho phần long head thuộc nhóm cơ tay trước. Cụ thể ở đây đó là phần mặt ngoài của nhóm cơ bắp tay trước. Anh em cố gắng làm chậm và đảm bảo kỹ thuật nhé. Bài tập thứ ba, anh em sẽ đổ người về phía trước, sau đó quặn tạ lên. Ở góc độ này, anh em sẽ tấn công nhiều hơn cho phần short head, tức là mặt trong của nhóm cơ tay trước. Với việc tấn công đa dạng các góc độ như thế này, thì cơ tay trước của anh em sẽ phát triển một cách rất toàn diện. Chúc anh em tập luyện hiệu quả nhé.